Minasan, konnichiwa, học tiếng Nhật cùng Mao desu. Ngày hôm trước ở trên Facebook học tiếng Nhật cùng Mao, mình có giới thiệu một cái bài báo mà mình đã dịch từ khá là lâu, nói về hành động của tác giả Horiemon. Đây là một cái bài phỏng vấn của ông khi mà đưa ra một cái cuốn sách mới, và ông ấy có nói một cái câu là Minna kodo shite nai yo ne. Kodo shiteru hito wa 1% kurai. Có nghĩa là hầu hết mọi người thì đều là không không hành động vì những cái thứ mà mình muốn, mà số lượng người hành động ấy thì chỉ có khoảng tầm 1% mà thôi. Thì ông ấy cũng có đưa ra một số cái ví dụ ở trong thực tế trong cái bài phỏng vấn này, khi mà nói chuyện với lại phóng viên. Các bạn có thể đọc cái bài đó ở phần link dưới mô tả. Quay trở lại cái video ngày hôm nay, mình cũng muốn đề cập tới cái vấn đề hành động đấy. Gần đây thì mình cũng lại đọc được một cái bài báo nói về trì hoãn. Trì hoãn trong tiếng Nhật đó là Saki Nobashi. Chắc là hầu hết các bạn ở đây cũng như là bản thân mình cũng thấy đều mong muốn làm một cái việc gì đó cho tương lai, hay là muốn làm một cái việc gì đó mà sẽ cần phải có cái sự kiên trì này, cần phải có cái hành động hàng ngày để mà có thể đạt được cái mục tiêu đấy. Ví dụ như bạn muốn đỗ N1, bạn muốn đỗ N2, bạn muốn ra trường lương cao, bạn muốn có một cái công việc như là mong ước của mình, thì bắt buộc chúng mình sẽ phải hành động để nâng cao kiến thức này, để học hỏi này, rồi để tìm tòi, rồi nghiên cứu, rồi tất cả mọi thứ để giúp cho mình thực hiện được cái ước mơ đó. Tuy nhiên rằng là bao giờ trong bản chất của mỗi con người thì cũng có cái sự trì hoãn và không muốn làm cái việc đó ngay lập tức, hay là mình trì hoãn làm mai rồi làm ngày kia, rồi làm rồi ngày kia rồi làm, thì cũng không sao đúng không? Nhưng mà khi mà đọc cái bài báo về nói về sự trì hoãn này thì tác giả đưa ra một số cái mẹo hay là một số cái tip nhỏ nhỏ thôi để giúp cho mình gọi là khởi động cơ thể, khởi động được cái tâm trí để giúp cho mình hành động được ngay lập tức, hay là tạo những cái bước đà đầu tiên để giúp cho mình có thể hành động một cách dễ dàng hơn. Thì thông qua cái bài báo này mình nghĩ rằng là sẽ rất là có ích cho các bạn, và mong rằng là sau cái bài báo này cùng nhau đọc, cùng nhau phân tích với các bạn có thể áp dụng được nó vào trong đời sống và có thể tạo cho mình được cái thói quen hành động để thực hiện những cái gì mà mình đang mong muốn nhé. Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Cái phương pháp đầu tiên đó là toriaizu teo tsukeru. Teo tsukeru ở đây là động tay vào làm, bắt tay vào làm một cái việc gì. Có nghĩa rằng là hãy cứ bắt tay vào làm. Toriaizu là trước mắt, trước tiên, là mình cứ động tay vào nó đã, bắt tay vào làm cái việc đó đã. Thì được giải thích như thế nào trong cái phần này? Saka de kigyo ka no zenzu clear ba aratana shukan o keisei suru tame no 2 phun Method đồ Amidasta. Ở đây mình bắt gặp một cái động từ đó là Amidasta. Amidasta đây là đưa ra, đề ra cái phương thức 2 phút. Method đồ là trong từ method trong tiếng Anh, đó là cái phương thức 2 phút để mà hình thành nên cái thói quen mới. Thì ai là người đưa ra cái phương thức này? Đó chính là ông James Clear, một nhà khởi nghiệp và một tác giả. Đã đưa ra cái phương thức này. Clear wa chōsho atomic habits no naka de kono hōhō ni tsuite setsumei shiteru. Và ông Clear đây là tên của tác giả, ông James Clear thì là Clear, thì ông đã đưa ra và giải thích cái phương pháp này ở trong cái cuốn Atomic Habits này của tác giả. Thì cái cuốn này chưa được dịch ra tiếng Việt, nó được tạm dịch là thói quen nguyên tử, hay là những cái thói quen rất là nhỏ. Mình dự định sẽ đọc cái cuốn sách này trong năm tới bằng bản tiếng Nhật, nên là các bạn muốn đọc cùng mình thì hãy tham gia cái quỹ sách ebook ở trên học tiếng Nhật cùng Mau nhé, để chúng mình cùng đọc, và sang năm mình sẽ review cuốn sách này cho các bạn. それは新たに習慣にしたいことを2分間行うことだ。Thì là cái điều này, それは ở đây là để chỉ cái phương pháp này đúng không? Cái phương pháp này là cái kotoda, là cái phương pháp mà thực hiện cái điều mà mình muốn trở thành cái thói quen mới trong vòng 2 phút. Trong vòng 2 phút là 2 phần thẳng ở đây. Và so sure ba
達成したい大きな目標も非常にシンプルなものにある。Nếu mà làm như vậy thì những cái mục tiêu to lớn mà bạn muốn si tại muốn đạt được thì cũng sẽ mononinaru sẽ trở nên trở thành một cái điều rất là đơn giản. Hizoni simpuru namono. Kriya wa 30分 no yoga wa yoga matto o toridasu koto. Jiugyo no tame no benkyou wa shito o hiraku koto. Sentaku mono o tatamu koto wa kutsushita o tatamu koto. 5 kilo hasuru koto wa running shoes の紐を結ぶことになると述べている。クレアはこれを入れ口の習慣と呼んでいる。Thì ông Clear này thì ông ấy miêu tả rằng と述べている。Ông ấy miêu tả rằng là cái việc mà tập yoga 30 phút thì nó sẽ là what? Toridasu là lấy cái thảm yoga ra. Rồi cái việc mà học để thi hay là học để chuẩn bị bài ấy, thì là chính là nô tổ hiraku koto chính là mở vở ra. Còn cái việc mà mình gập cái quần áo thì sẽ là tương đương với cái việc là kutsushita o tatamu koto là gập những cái chiếc tất. Và nếu như mà mình muốn cái thói quen là chạy 5 km thì sẽ là cái việc buộc cái dây giày chạy. Và ông gọi đó, những cái việc đó, nó gọi là Ideguchi Shiukan. Ideguchi ở đây là đầu vào hay là cái cửa ra vào, đúng không? Mình đang dịch ở đây là cái thói quen phát sinh hay là cái thói quen để giúp cho mình bắt đầu hay là khởi đầu cái hành động đó. Yo wa Shiukan o dekiru kagiri kantan ni hajimerairu you ni suru koto da. Nói tóm lại ở đây là gì? Nói tóm lại ở đây có nghĩa rằng là cái việc đấy nó chính là việc là yoni suru là mình cố gắng để mà hajimeru là để mà bắt đầu cái thói quen một cách đơn giản trong khả năng có thể. Shiukan o dekiru kagiri, đúng không? Shiukan o ở đây thì nó đi với cái động từ là hajimeru yoni suru ở đằng sau nên mình sẽ dịch là như vậy. Nói tóm lại đó chính là việc cố gắng để mà bắt đầu một cái thói quen một cách dễ dàng trong khả năng có thể. 1 phút meso tari hon o 1 page o yondari fuku o 1 chaku shimattari suru koto wa dare ni demo dekiru koto da. Thì cái việc là mình thiền trong vòng 1 phút này hay là đọc một cái trang sách này hay là gấp một cái bộ quần áo thì đa đê đê mộ đê kỳ đựa cô tô đà thì ai cũng có thể làm được. Saki hô độ nô bê tà yô ni atarashii koto o hajime ru to sore o keizoku suru no wa haruka ni lakku ni naru. Giống như là tôi đã chia sẻ lúc trước thì khi mà mình bắt đầu đúng hay là bắt đầu một cái điều gì đó đúng thì cái việc mà duy trì nó thì cái việc duy trì chúng sẽ trở nên là ní na ru rất là vô cùng dễ dàng. Haruka ní ở đây là chỉ cái mức độ là vô cùng là dễ dàng và nhàn hạ, đúng không? Rắc cự. So, đây là một cái chiến lược, đúng không? Đây là một cái chiến lược mà vô cùng mạnh mẽ. Aratana shiukan wa nan dai no yo ni kanjirairu beki dewa nai. Beki dewa nai đây là không nên cái gì đó, thì chủ ngữ ở đây của mình là aratana shiukan wa, những cái thói quen mới thì không nên được kanjirairu, không nên được cảm nhận. Giống như là một cái thử thách nan dai na yo ni. Nan dai đây là những cái vấn đề nan giải, đúng không? Thì mình đang dịch ở đây nó là thách thức hay là thử thách. Thói quen mới thì không nên được cảm nhận giống như là những cái thách thức. その後の行動は難しいかもしれないが、最初の2分は楽ははずだ。Thì có thể, かもしれない, có thể là những cái hành động ở phía sau hay là cái hành động phía sau đó thì nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì 2 cái phút đầu thì bao giờ cũng là dễ dàng nhất. 必要なのはより生産的な道へと自然と導いてくれる入口の習慣だ。Thì đây là cái toàn bộ cái câu trích dẫn ở trong cái cuốn sách mà tác giả trích dẫn ra ở đây.
Thì cái đoạn này là cái điều cần thiết là gì? Hichio nào nổ bão. Cái điều cần thiết ở đây là những cái thói quen phát sinh, ireguchi no siukan, hay là những cái thói quen đầu vào, những cái thói quen phát sinh mà có thể kureru là dẫn dắt, michibite kureru là dẫn dắt bạn, dẫn dắt bản thân mình một cách tự nhiên tới cái con đường mà năng suất hơn. Như vậy là mình vừa đến cái mẹo đầu tiên, đó là hãy cứ bắt tay vào làm. Thì cái này mình có thể mường tượng ra một cái kiểu như là khi mà bạn muốn làm một cái việc gì đó thì chúng mình sẽ tạo những cái bước mà chuẩn bị để mà có thể làm được cái việc đó. Ví dụ như là tác giả lấy ví dụ ở đây là mình muốn tập yoga 30 phút hoặc là mình muốn chạy 30 phút, mình muốn làm bài tập bao nhiêu phút, thì trước tiên là mình hãy cứ lấy cái thảm yoga ra trước này, rồi mình cứ dở cái quyển sách mà mình cần học ra trước ở trên bàn này, hay là mình cứ buộc cái dây giày chạy vào chân, hay là mình đi dây giày, hay là mình đi cái đôi giày chạy vào chân, thì mình sẽ có thêm được cái sự hứng khởi, hay là sẽ bắt đầu làm cái việc mà mình cần phải làm sắp tới. Tiếp đến là cái tip số 2, đó là từ bỏ việc theo đuổi sự hoàn thiện. Kanpeki sao oi tsumeru no yameru, có là từ bỏ cái việc mà theo đuổi cái sự hoàn thiện hay là cái sự hoàn hảo. France no sakka tetsugakusa no Voltaire wa besto saiko wa gutto yoi koto no teki da nobeteru. Thì một cái tác giả nhà, một cái nhà triết học, tác giả người Pháp, ở đây là nhà triết học rồi là tác giả người Pháp, thì có nói một cái câu là tốt hơn là kẻ thù của tốt. Là cái từ đây là besto là better, đúng không? Tốt hơn là kẻ thù, teki là kẻ thù của tốt. Rồi hơn nữa, ngoài ra này, ngoài ra thì đây là một cái vị CEO nữ tên là Carrie Sambot, giám đốc điều hành COO, mà đã từng viết cái cuốn Dấn Thân ấy. Thì cái cuốn này cũng khá là hay, mình đã từng đọc rồi nhưng mà mình nghĩ là sang năm mình cũng sẽ đọc lại. Thì trong cái tác phẩm đấy của bà cũng có nói một cái câu đó là Nani ka o kanryo suru koto wa kanpeki ni suru koto yori mo yoi koto da. Thì tiếng Nhật thì nó khá là dài, nhưng mà trong tiếng Việt ý, thì người ta sẽ dịch ra là hoàn thành tốt hơn là hoàn hảo. Liêu Satomo onaji point o tsuiteru. Thì Liêu Satomo là cả hai người, cả hai cái tác giả ở phía trên thì đều động tới hay là chạm tới một cái vấn đề chung, một cái điểm chung. Sore wa, đó là kanpeki sa o oitsumeru to mono monogoto o oerare nai koto da. Có nghĩa rằng là nếu như mà mình cứ theo đuổi cái sự kanpeki, sự hoàn hảo, thì mình sẽ không thể nào oerare nai. Oerare nai là không thể nào kết thúc được cái việc đó. Sono tame kanpeki sa ni torawarezu owaru made torikumi tsuzukeru koto ga daiji da. Chính vì vậy mà cái điều quan trọng ở đây đó là torawarezu là đừng có theo đuổi, đừng có yêu cầu cái sự hoàn hảo, mà hãy cứ nỗ lực, torikumi tsuzukeru là hãy tiếp tục nỗ lực đến khi mà nó hoàn thành, đến khi mà nó kết thúc. Tiếp đến đó là một cái mẹo thứ ba, hay là một cái tip thứ ba, đó là jibun ni taisuru jihi no kokoro o motsu, là mang một cái trái tim từ bi, hay là nghĩa là mang một cái trái tim từ bi đối với lại cái bản thân mình, có nghĩa là rộng lượng rồi từ bi với chính bản thân mình. Thì ở đây tác giả miêu tả như thế nào? Jibun jishin ni kyuke o atae mizukara no kette no ukeireru koto wa kenko zoushin no saisu no ippo de aru dake de naku kiritsusei no kouzou to sore niyoru seisansei kaizen no kouka o motsu koto ga kenkyu kara shisa sareteiru. Thì dake de naku, ở đây là một cái vế và đoạn đằng sau ở đây sẽ là động từ chính. Cái việc koto wa ở đây sẽ là chủ ngữ, đúng không? Cái việc mà mình chấp nhận những cái điểm yếu kẹt tên của bản thân, rồi cho phép mình, cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, nó không chỉ đa kê đê na cự, không chỉ là một cái bước đầu tiên
để giúp cho mình tăng cường sức khỏe. Zoocin ở đây là tăng cường sức khỏe. Mà chính cái việc ấy đúng không? Mà chính cái việc ấy còn làm sao? Còn mang lại cái hiệu quả. Mà chính việc ấy còn mang lại đến cái hiệu quả trong cái việc mà cải thiện năng suất này, rồi nâng cao cái tính kỷ luật của bản thân. Kotoga kenkyu karasisa sarete, có nghĩa là có rất là nhiều những cái nghiên cứu chỉ ra rằng là cái việc mà mình chấp nhận cái điểm yếu của bản thân này, rồi cho phép mình nghỉ ngơi, nó không chỉ đơn thuần là một cái bước để giúp cho mình tăng cường sức khỏe, mà nó còn mang cái hiệu quả trong việc cải thiện cái năng suất của mình hơn này, rồi nâng cao cái tính kỷ luật của bản thân hơn nữa. これは意志の固さと自己規律こそあらゆる分野で成功を収める鍵だと論じる多くの医者や自己啓発本の考え方と矛盾するものだ。ものを、đây là để đại từ thay thế để chỉ cho cái điều mà nói ở trên này. Cái mono ở đây nó chính là cái nghiên cứu mà người ta chỉ ra rằng là cái việc mà cải thiện sức khỏe cũng như là nâng cao cái tính năng suất đấy thì nó mưu dun, nó trái ngược lại với lại cái cách suy nghĩ của những cái cuốn sách phát triển bản thân, Zico Kehatsu, hay là suy nghĩ của rất là nhiều những cái y bác sĩ mà có cái luận điểm rằng longiru, có cái luận điểm rằng là, thì là cái đoạn ở đằng trước ở đây, cái luận điểm rằng là cô sộ ở đây là chính những cái ý chí sắt đá đúng không? Ichi là ý chí, katasa đây là cái ý chí sắt đá hay là cái quy luật bản thân ấy, thì nó là cái chìa khóa mà giúp dẫn đến thành công. Seiko Osamaru ở đây là cả một cái cụm, là cái dẫn đến cái thành công trong tất cả những cái lĩnh vực. Có nghĩa rằng là cái ý chí sắt đá này và cái kỷ luật bản thân nó chính là cái then chốt hay là cái kagi, cái chìa khóa mà giúp cho bạn thành công ở tất cả những cái lĩnh vực. Thì cái điều nghiên cứu mà đã được nói ở trong câu trước này thì nó trái ngược với cái việc đó. Zico ni taisuru shihishin no bunya de kaitaku sateki kenkyu sarearu Texas Daigaku Austin Ko no Kristen Neff Junkyoju入門開発学は別紙ニューヨークタイムズの取材に対し、私は自分の研究の中で人々が自分に対してなかなか自閉心を持たない最大の理由は自分を甘やかすことを恐れていることだと気づいたと述べ。Thì đây mình sẽ bắt gặp cái dạng kết luận, nên là mình sẽ dịch ở đây luôn và sẽ ngắt nó thành một câu, vì cái câu này khá là dài. Mặc dù nó dài nhưng mà mình sẽ thấy có rất là nhiều các cái cụm định ngữ danh từ ở đây nó liên kết với nhau, thì mình sẽ thấy chủ ngữ ở đây nó là quá này. Ở đây có cái từ bắt gặp là Jun Kyoju, là phó giáo sư. Phó giáo sư này thì ông ấy tên là Kristin Neff. Của cái trường này là gọi là trường Austin thuộc Đại học Texas, là đeo được là một cái nhà nghiên cứu tiên phong trong cái lĩnh vực gọi là từ bi với bản thân. Shikoni tai suru shihishin là cái lòng từ bi với bản thân trong cái lĩnh vực đấy. Ông ấy là một cái người mà nhà nghiên cứu tiên phong trong cái vấn đề này. Thì quá làm sao ạ? Ní tai si là trong cái buổi lấy tin ấy, siêu ra là lấy tin trong cái tờ tạp chí New York Times ấy, thì ông ấy có nói một cái câu trong ngoặc như thế này, đó là trong cái nghiên cứu của bản thân tôi thì làm sao cái lý do lớn nhất mà mọi người làm sao mà mọi người thì không mô ta này, là không có cái lòng từ bi, na cạ là vẫn chưa có cái lòng từ bi đối với bản thân mình, là vì jibun o ayamakasu koto o osoreteru koto da to kizuita, là vì là sợ, lo sợ đúng không, osoreteru lo sợ cái việc là
Ayakasu là chiều nuông chiều bản thân. Đà tổ kizuita. Kizuita ở đây là nhận ra, nhận thấy, nên là chủ ngữ của mình sẽ là người, đúng không? Thì là tôi nhận ra, nhận thấy rằng, tác giả nhận ra, nhận thấy rằng, hay là cái người, cái vị phó giáo sư này, vị ấy kizuita nhận ra rằng là cái lý do lớn nhất mà khiến cho mọi người vẫn chưa có cái lòng từ bi đối với bản thân, đó là lo sợ là mình nuông chiều chính mình. Cô sta hito wa jiko hihan o toshite jibun o retsu suru koto ga dekiru to kangaete iru. Watashi tachi no bunka de wa jibun ni kibishiku suru beki da to oseerarete iru node đại hàng ngũ hito ga machigatte iru to ronjite iru. Và vị phó giáo sư này thì có đưa ra được cái luận điểm rằng là những cái người như vậy thì suy nghĩ rằng là cái việc mà thông qua cái việc là tự đánh giá bản thân, jiko hihan, tự đánh giá hay là phán xét bản thân đấy, thì mình có thể kỷ luật được với chính mình. Và trong cái nền văn hóa của chúng ta thì nô đệ được dạy, oserarete được nô đệ được dạy rằng là bản thân mình cần phải bê kỵ, cần phải nghiêm khắc với chính bản thân mình, nên hầu hết đai hang là quá nửa, hầu hết mọi người thì đều đang bị nhầm lẫn. Thì thông qua cái đoạn này mình sẽ hiểu được rằng là mình sẽ phải ưu ái bản thân mình hơn, chiều chuộng bản thân mình hơn một chút, có là không nên quá khắt khe với bản thân mình, đúng không ạ? Như vậy chúng mình vừa cùng với mình đọc ba cái cách để giúp cho các bạn giảm sự trì hoãn và có thể hành động một cách nhanh gọn và dễ dàng hơn. Thực ra thì cái bài báo này có trọn vẹn 5 cái cách để giúp cho chúng mình giảm sự trì hoãn. Nhưng mà do video lần này cũng khá là dài rồi, mình sẽ xin dừng ở đây. Nếu như mà bạn nào muốn đọc nốt cái phần mở đầu cũng như là hai cái mẹo còn lại thì có thể click vào cái link mà mình để ở bên dưới cái phần mô tả để có thể đọc thêm nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ra nè.